Được Việt Nam hưởng ứng từ năm 1982, đến nay đã trở thành phong trào rộng khắp trên phạm vi cả nước, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển bền vững ứng phó với biến đổi khí hậu. Hiện nay, với việc tăng cường đồng loạt các biện pháp hoạt động nhằm phục hồi các hệ sinh thái bị suy thoái, ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường an ninh lương thực, bảo vệ tài nguyên nước, đồng thời đây là thời điểm mọi quốc gia cùng chung tay và có những hành động cụ thể thiết thực về thiên nhiên và giáo dục của chúng ta. Nhằm tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực hiệu quả, các hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới 5/6/2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 1090 ngày 1/6/2020. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở ngành địa phương tổ chức các hoạt động hưởng ngày môi trường thế giới 2020 theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, chú trọng vào các hoạt động thực tiễn có sức lan tỏa và ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhận thức của cộng đồng, trọng tâm là công tác đa dạng sinh học. Vào sáng ngày 5 tháng 6 tại trường trung học phổ thông Tân Long quận Bình Thạnh, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tổ chức lễ phát động tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2020 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang và thực hiện công trình trồng cây xanh. Sau lễ phát động, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang cũng chỉ đạo các sở ngành giám thị 2020 sẽ đồng loạt tổ chức các hoạt động thực hiện tạo thành sự hành động hưởng ứng tháng hành động vì môi trường với các nội dung cụ thể như sau: tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa theo chủ đề và thông điệp của tháng hành động vì môi trường hưởng ứng ngày môi trường thế giới năm 2020, sáng tạo mạnh dạn đổi mới các phương thức truyền thông, tuyên truyền ứng dụng công nghệ kết hợp với các kênh thông tin hình thức trực tuyến nhằm truyền thông tuyên truyền cho các nội dung tư tưởng và các hoạt động ý nghĩa.
sự thống nhất của thường trực thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã, hôm nay ban thường vụ thị đoàn Long Mỹ phối hợp với phòng tài nguyên và môi trường thị xã, đảng ủy, ủy ban nhân dân phường Thuận An tổ chức hưởng ứng lễ phát động ngày môi trường thế giới năm 2020 với chủ đề hành động vì thiên nhiên. Đó là lý do của lễ hôm nay. Đến tham dự buổi lễ phát động hôm nay, quý lãnh đạo, quý đại biểu, về phía đại biểu các thị xã, tôi xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Võ Khắc Minh, trưởng phòng tài nguyên và môi trường, đồng chí Võ Thị Tâm, phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo thị xã, đồng chí Trần Minh Quốc, bí thư thị đoàn Long Mỹ. Xin thưa quý, trong không khí cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2020 với chủ đề hành động vì thiên nhiên nhằm bảo vệ môi trường sống của cộng đồng, hôm nay phường Thuận An rất vinh dự được thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ chọn là điểm tổ chức hoạt động môi trường và hưởng ứng ngày môi trường thế giới ngày 5 tháng 6 năm 2020. Đây cũng là dịp để cán bộ, đoàn viên, thanh niên, bà con nhân dân và các em học sinh trong toàn thị xã nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên, ý thức được tác hại của ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, chi giảm đa dạng sinh học và các loài động vật hoang dã nguy hiểm, kết hợp với các hoạt động bảo tồn đa dạng hóa sinh học. Hôm nay thay mặt đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc phường Thuận An xin chào mừng các đồng chí đến dự lễ hôm nay. Kính thưa quý lãnh đạo, quý thầy cô cùng cả bạn, các bạn thanh niên, các bà con nhân dân và các em học sinh thân mến, như chúng ta đã biết, trong những năm gần đây để phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, chúng ta đã đối mặt với những nhiều khá nhiều khí thói về môi trường ngày càng trầm trọng. Việc kiểm soát môi trường, phòng ngừa hạn chế mức năng lượng ô nhiễm môi trường, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên bảo vệ cuộc sống con người đang là vấn đề cấp bách của mọi quốc gia. Từ năm 1982 đến nay đã thành thông lệ, hoạt động kỷ niệm ngày môi trường thế giới ngày 5 tháng 6 hàng năm là dịp để chúng ta cùng nhau đánh giá lại những mặt làm được, những mặt làm chưa được để tồn tại, và đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền vận động các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân tham gia tích cực hơn nữa trong công tác bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. Ngày môi trường thế giới năm 2020 với chủ đề hành động vì thiên nhiên cho chúng ta thấy rõ hơn nữa giá trị thiên nhiên trong cuộc sống của chúng ta. Từ những ý nghĩa trên, một lần nữa thấy rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường như bảo vệ đời sống của nhân loại, làm cho môi trường sống của chúng ta ngày càng trong lành hơn, thân thiện hơn, giảm thiểu những hậu quả ảnh hưởng đến rất lớn đối với cuộc sống con người và môi trường trong lành. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, phường Thuận An là trung tâm của thị xã Long Mỹ, đa số nhân dân sống bằng nghề mua bán, tiểu thương, dịch vụ, thương mại. Do đó, trong những năm gần đây, sự quan tâm chỉ đạo của thị ủy, ủy ban nhân dân thị xã, sự phối hợp của các ban ngành thị xã, đảng bộ, quân và dân phường Thuận An có nhiều biện pháp đồng bộ tích cực trong công việc triển khai bảo vệ môi trường, phát huy tốt hơn nữa môi trường sinh thái và môi trường sống của chúng ta hôm nay. Đặc biệt nhất là nguồn tài nguyên thiên nhiên nước, tài nguyên khoáng sản, cây xanh, nuôi trồng thủy sản, qua đó thực hiện phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng.